các mẹo nhỏ chống lại các đợt nắng nóng trong mùa hè. Biến đổi khí hậu ngày một nghiêm trọng khiến nhiều quốc gia phải đối mặt với tình trạng nắng nóng bất thường. Vì thế, để giảm thiểu bất cập do nắng nóng gây ra, chúng ta còn trang bị cho mình những biện pháp chống nóng hiệu quả. Nắng nóng luôn khiến nhiều người khó chịu, nó có thể ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp bạn vượt qua những ngày hè oi ả, có thể giúp bạn trở nên tỉnh táo và dễ chịu hơn một chút dưới những tia nắng nóng chói chang của mặt trời. Đầu tiên là chúng ta nên đóng rèm cửa. Mặc dù một chiếc máy điều hòa sẽ tốt giải quyết được vấn đề này ngay lập tức, nhưng nếu không có, bạn có thể bắt đầu bằng cách đóng rèm cửa. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được ánh nắng chói chang và không gian bên trong căn phòng sẽ trở nên mát mẻ hơn. Đây có thể là bước đầu giúp giảm thiểu được không khí nóng bên ngoài. Thứ hai là tạo một hệ thống điều hòa không khí tự chế. Có cho mình một chiếc quạt điện để giúp làm mát là lựa chọn tốt và dễ dàng nhất cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi môi trường bạn đang ở cực kỳ nóng và khó thở, không khí từ quạt ra cũng nóng theo. Trong trường hợp này, điều bạn có thể làm là đặt một bát đầy nước đá trước quạt và ngồi đối diện với nó. Không khí nóng từ quạt phả ra sẽ trở nên mát mẻ hơn sau khi kết hợp với đá băng. Tiếp đến là chúng ta nên đi chợ, đi mua sắm vào những khung giờ mát mẻ. Hầu hết mọi người mua sắm bằng cách di chuyển bằng xe máy hoặc là thậm chí là ô tô dưới cái nắng nóng ngoài đường hơn 40 độ C. Cũng thật khó mà cảm thấy mát mẻ hoàn toàn dù cho có bật điều hòa. Đó là lý do tại sao bạn nên đi mua sắm vào sáng sớm khi trời vẫn còn mát mẻ dễ chịu, hoặc là bạn cũng có thể tận dụng thời tiết buổi tối có phần dễ chịu hơn để đi làm những công việc này. Và điều tiếp theo là chúng ta nên hạn chế uống cà phê và uống nhiều nước lọc. Soda có đường, đồ uống chứa caffeine và nước tăng lực sẽ dẫn đến tình trạng mất nước thay vì giúp bạn giải nhiệt. Thứ tốt nhất mà bạn có thể uống là nước lọc. Ngay cả khi bạn không cảm thấy khát, điều này là do nhiệt độ cao khiến bạn đổ mồ hôi và do đó cơ thể mất nước. Nếu không bổ sung lượng nước đã mất trước đó, bạn có thể phải đối mặt với tình trạng mất nước nghiêm trọng sau đó, dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường. Tiếp đến là chúng ta không nên tập thể dục vào những thời điểm nóng nhất trong ngày. Thưa quý vị, trong khi nhiều người chọn cách đến phòng tập thể dục, nơi thường có điều hòa, thì những người khác lại chọn tập thể dục ngoài trời. Cho dù bạn thích chạy bộ hay là tập yoga ở công viên, cũng nên bắt đầu những hoạt động đó sau khi mặt trời lặn hoặc là vào buổi sáng sớm. Điều này là do tập thể dục trong nhiệt độ nóng gây căng thẳng thêm cho cơ thể của bạn và có thể sẽ bị kiệt sức, chuột rút vì nóng và say nắng. Điều tiếp theo là chúng ta đừng quên chống nắng. Thoa kem chống nắng là điều quan trọng nhất ngay cả khi bạn chỉ ra ngoài cửa hàng gần nhà để mua một chai nước. Nhưng đó không phải là sự bảo vệ duy nhất mà bạn cần, vì một chiếc mũ cũng có thể trở thành người bạn tốt nhất của bạn. Tuy nhiên, nếu cảm thấy chưa đủ, bạn nên nghĩ đến việc mang theo ô. Bóng râm của ô không chỉ bảo vệ đầu mà còn bảo vệ toàn bộ cơ thể của bạn. Tiếp đến, chúng ta nên ăn thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng. Nhiều người trở nên chán ăn trong mùa hè và nắng nóng là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này. Lời khuyên tốt nhất về chế độ ăn uống mà bạn hãy ăn nhiều bữa nhỏ trong một ngày thay vì 1 đến 2 bữa lớn. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên chọn các loại thực phẩm có đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao. Đồng thời cũng nên tránh những món có đường không tốt cho sức khỏe. Và cuối cùng là chúng ta nên lựa chọn ăn mặc thông minh. Vấn đề với quần áo tối màu, đặc biệt là đồ đen, là nó hấp thu nhiệt từ mặt trời sẽ khiến cho bạn cảm thấy nóng nhiều hơn. Đó là lý do tại sao người ta khuyên bạn nên chuyển sang các loại quần áo nhẹ, sáng màu, phản xạ nhiệt và ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, quần áo rộng rãi không ôm sát cơ thể cũng là lựa chọn tốt hơn nhiều so với quần áo bó sát có tác dụng giữ nhiệt và khiến bạn đổ mồ hôi vì nắng nóng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.